các bạn, khu dân cư Bắc Hà Thanh này bạn. Đấy, này họ san lấp hết cái diện tích của họ luôn, ra giáp với con đường này luôn các bạn. Đấy, wow, rộng lắm các bạn ơi, rộng lắm, rất rộng luôn. Đó, từ quốc lộ 19 mới này lên tới giáp với thị trấn Tuy Phước luôn, hết cái vùng này của Phước Thuận này bạn, rộng bao la luôn. Đây họ đang sang dưới đây. Đây, quốc lộ 19 mới nè bạn, chạy về Quy Nhơn. Đó, chạy một vòng cái khu này cho bạn xem nè. Giáp với con đường bê tông của người dân đi nè bạn, sàn hết luôn. Từ quốc lộ 19 mới giáp hết cái khu này và giáp vô với cái bờ sông Hà Thanh luôn bạn. Đây mình chạy dọc dọc cái bờ sông Hà Thanh cho bạn xem này. Vực đây là cũng là xã Phước Thuận luôn các bạn. Đó, vào trong này thì có nhà thờ này. Nhà thờ cho mình xem tên gì nha. Giáp hết cái khu của họ luôn nè. Tiếp các bạn, ngoài kia thì bắt đầu đã xây dựng nhà phố rồi. Đó, bên đây là thuộc phường Nhân Bình này, bên kia sông thuộc phường Nhân Bình, trên cái núi kia là thuộc thị trấn Tuy Phước các bạn. Đó. Lấy ra ngoài phía ruộng nữa nè bạn. Đấy, lấy ra ngoài đây nữa nè, rộng bao la luôn. Nếu phải vậy là mấy cái hộ trong này là phải giải tỏa hết này bạn, giải tỏa hết này. Tuy Phước này luôn các bạn ơi, giáp trên thị trấn Tuy Phước luôn. Bên kia là qua bên
Phước Thuận rồi, Phước Thuận với Phước Sơn rồi bạn. Đó, chạy xuống dưới đây. Đó, mình thấy nhiều cái nhà xây tạm như kia này. Đó là chắc là để là đền bù. Người dân mình có thông tin đền bù giải tỏa là người ta sẽ xây thêm nhà các bạn, xây thêm các cái nhà tạm kiên rồi đó để mà được đền bù. Những người dân ở đây uống này bạn, chỗ đây họ ở rất mát luôn, một bên là đường lớn, một bên là sông ruộng nữa, rất là mát. Nhưng mà dự án này nó làm nó thì giải tỏa thì uống. Nếu có tiền thì mua lại vô trong này ở bạn, nhưng mà không còn không khí mát mẻ nữa. Đó, đây họ làm lên tới tầng 2 rồi nè bạn. Làm nhà phố lên tới tầng 2 rồi nè. Tầng dĩ dài nè bạn, rất là dài luôn nha. Mấy trăm mét luôn. Cái cây số rất là dài. Con đường ở trong đây thì đổ bê tông rồi này. Đó, tiến độ một số cái nhà phố shop house là lên tầng 2 rồi nè bạn. Dài gớm thiệt các bạn. Đi hết qua khu đô thị này chắc 2 cây số đó bạn, chiều dài đó. Vâng, các bạn, ở vài hình ảnh từ trên cao vừa rồi thì các bạn cũng có thể thấy khu dân cư Bắc Hà Thành nó rộng như thế nào. Vâng, thực tế thì tận mắt các bạn có thể thấy sự rộng lớn và vĩ đại của khu dân cư này. Vâng, thực tế thì dự án khu dân cư Bắc Hà Thành có tổng diện tích quy hoạch lên đến là 43,16 hectare. Thưa các bạn, khi mà các một số nhà dân ở khu vực dọc sông này cũng có thể bị giải tỏa của dự án này các bạn. Vâng, những cái nhà mà lòi ra bên phía tây trái đó bạn sẽ giải tỏa, và chỉ giữ lại một phần ở phía bên phải của mặt sông Hà Thanh này thôi. Vâng, dự án có tổng mức đầu tư là khoảng 2.342 tỷ đồng. Trong đó chi phí thực hiện dự án là 2.021 tỷ đồng. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 321,5 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch xây dựng với mô hình là đất nền, nhà phố và shop house. Bên cạnh đó thì khu dân cư Bắc Hà Thanh được phát triển với định hướng là một khu dân cư, khu đô thị theo quy hoạch hiện đại, có không gian kiến trúc, cảnh quan, đảm bảo các tiêu chí về môi trường bền vững, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Dự án được bố trí hệ thống tiện ích nội khu gồm là quảng trường biển, công viên cây xanh rộng lớn, kết nối với quảng trường biển qua phố đi bộ, trung tâm thương mại, hệ thống giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế,
nhà trẻ, trường tiểu học, trường trung học cơ sở. Vâng, ở các hướng này thì các bạn cũng có thể thấy khu dân cư Bắc Hà Thành nằm giữa con sông Hà Thanh rất là thơ mộng và tươi mát. Và một bên là đường quốc lộ 19 mới, rất thuận tiện cho việc đi lại. Thank you.
Thank you.